OK, thì bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cái phần là time Đấy, à, Thì um, bây giờ mình sẽ bắt đầu cái nội dung bài này thì nó sẽ cô được tên là cô show cái output trước nha. Show output. Controller employee choose. list reflector. Mình chạy cái ví dụ này nha thì đầu tiên là cái ví dụ này là cô có một cái ứng dụng là hello world nho nhỏ cái này chắc các em nhìn quen thuộc rồi đúng không cái time on server cũng là cái bài toán trước nhưng mà mình triển khai ở trong một cái framework khác vẫn là cái nội dung đó đúng không thứ hai là các em để ý là trên màn hình của mình nó màu xanh màu string đúng không nhỉ thì cái này thì chút nữa để demo cái tính năng là mình sẽ gọi thêm css như thế nào ở trong cái template với cả list nha Thì sau đó tiếp theo này có một cái phần là list 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 employee sượt này employee uh, ok để cô check xem nó bị sao cô review chút uh, của cô bị ngược cái thằng này nó là employee list rồi ngược thì các em bảo cái lỗi while label rows này tức là đường dẫn của mình có vấn đề thôi nha list Just <laughs> start I'll Start đây rồi Interrupt Trying Initialize This picture Splash Ok Để xem có lỗi lầm gì không nha Ok ví dụ là mình sẽ có cái ứng dụng nho nhỏ như này nha. Thì đầu tiên này anh chàng này này với cả anh chàng vừa rồi là anh chàng hello đúng không nhỉ? Hai anh chàng. Rồi. Thế mục tiêu của bài này cô muốn demo cho các em những cái gì? À, tức là demo lại cái phần thumbnail thumbnail nho nhỏ. Thế nhưng mà có CNS một chút nha để mình hiểu cái kiến trúc nó gọi như nào. Thế sau đó nữa là mình có một cái phần là employee thì cái bài này cũng là cái bài toán đợt trước mà mình vẫn đang làm rồi đúng không? Tức là mình có một clip employee để mình có trong cái phần model của mình ấy. Thì bây giờ mình với cái bài list này mình sẽ trình bày cái bài toán nó gọi là đa dạng hơn một chút tức là mình có cái model model là một danh sách các cái đối tượng Đấy, thế sau đó mình sẽ view cái phần tử các cái dữ liệu ra bảng và sau đó trong bảng này mình dùng một chút bootstrap. Đấy, thì để từ đấy các em mở rộng ra là ok các em dùng template thì các em sẽ dùng như thế nào đấy thì cái phần này thì mình không bàn không nói gì tới nữa cái phần front end nhưng mà cô chỉ muốn demo cho các em biết là các cách mà mình nếu mà mình có sử dụng đến các cái template đấy thì ví dụ như là nếu mà mình link đến CS hoặc mình link đến bút thì mình sẽ như nào nha OK thì đấy là cái output cuối cùng của mình. Thì khi các em tạo project thì vẫn như các cái video trước thôi. Các em cứ tạo project một cách tuần tự. Đấy, thì tuần tự có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là các em tạo đúng các cái dependencies nha. Um, Spring Boot thì rồi mình có là web này, rồi mình có là template đúng không nhỉ? Thì bây giờ khi mà tạo đầu tiên, ứng dụng đầu tiên bây giờ cô close hết các cái app lại lại, lại nha. Close on tab này thì các em trong cái folder code java của các em ở trong phần main ấy đấy thì các em tạo ra các cái phần tương ứng các cái folder các bucket tương ứng thì sau đó các em tạo ra cái hai kit riêng đó là controller và model. Đấy, thì sau nữa thì ở trong cái cấu trúc đầu tiên là cô giải thích về cấu trúc thư mục trước nha. Thì ở trong này mình có là cái template là chứa các file html của mình là dưới dạng là time-lib, mình để ở đây đúng không nhỉ? Thế xong cần cái phần static. Đấy thì cái chỗ này mình sẽ để demo static ở trong cái trong đấy mình có folder là cdash À, trong static mình có folder css đây để mình là lấy ra cái file là demo của mình nhá. Ok. À, thì um, bây giờ mình sẽ bắt đầu từ cái code. Các em tạo trong cái folder đầu tiên là các em để cái cấu trúc code cho đúng trước nhá. Template này, có HTML này, demo css này. Đấy sau đó nữa mình có phần là demo controller ở đây. Thì trong demo controller đây nhá, đầu tiên này. Đây là mình có controller này, có model này, rồi có view, view là ở trong template và view này có thể ảnh xạ đến CSS thì ở trong phần static rồi tạo folder là series mình để ánh xạ đến đây là model đây là controller đấy cái cấu trúc trước nha đấy, thì bây giờ cái demo controller này mình sẽ có tạo ra một cái controller đó nhỉ thì mình có tạo ra cái controller ở đây mình sẽ thấy là mình có phần là các cái package rồi mình import đấy, mình import sau đó nữa là mình cũng có cái annotation để chỉ định rằng đây là controller. Tiếp theo nữa mình có cái phần là Spring Boot Application. Đúng không? Spring Boot Application. Thì đây mình có là Public Class Demo Controller. Thì sau đó mình có Get Mapping. Get Mapping. Hello One. Và Get Mapping thì chúng mình đó có Search Hello. Điều đoạn này vẫn bình thường giống như những cái demo trước của mình đúng không cái chỗ này thì cô muốn nhấn mạnh đến một điểm đó là cái notation này ví dụ mình để là hello này ở chỗ đây phương thức mình để là say hello cũng không vấn đề gì cả thì nó vẫn gọi tới nhau giống như vừa rồi cô có bảo cái greeting kia chẳng qua mình để giống nhau để nó cùng ngữ nghĩa mình dễ phân biệt thôi thế còn không nhất thiết là mình phải đặt tên giống nhau nhá ví dụ đây mình có phương thức là say hello này còn đây là cái annotation mình để cái get mapping của nó ở trên http request là search hello ở chỗ này mình set cái model ví dụ chỗ này cái model mình truyền vào đây đúng không? mình để cái tên nó là user model. thì cái user model này mình add attribute the date này, sau đó mình khởi tạo giá trị date ở đây đúng không nhỉ? và mình return hello ones đấy. ví dụ nhá, cái annotation ở đây mình get mapping là search hello đúng không nhỉ? phương thức là say hello và mình return một cái views đó là hello ones đấy. thì cái view hello world nó ở đây. Ừ. thì mình return cái view hello world thì trong này mình sẽ có cái phần, các em nhìn thấy đây là gì? Uh, doc types này Uh, rồi là cái phần là uh, mình link đến XML namespace TH đúng không nhỉ? Đấy, Lift. Thế sau đó mình có link đến cái CSS uh, mình để TH đấy. tức là nó ánh xạ đến cái, time list, cái template này nó gọi hardress rồi a com sượt demo css tức là mình sẽ link đến cái folder demo, đấy. folder là CSS và cái file là demo.css trong cái folder CSS cái folder css ở trong cái phần là static đấy, thế thì trong cái phần folder css đấy mình có file là demo .css nhá thì file demo .css mình chỉ có một chút code thôi đấy, thì các em có một chút code nha, ví dụ là một cái class là funny này uh, font style là italic này rồi color là green đấy color là green nha ok thế thì sau đó tiếp theo này mình sẽ có cái phần đây là gì Uh, Hello One này, mình gọi đến cái CSS, CSS của mình có một chút đây thôi, đúng không? Còn đây là cái phần là HTML, thì mình có th text time on server is time on server is Sau đó mình có the dash, the dash đây nhỉ? class là funny, này. the class là funny thì mình sẽ gọi đến cái funny ở phía trên này là demo.cs ở đây đúng không? Ừ. Thì mình có cái class đây này. À, sau đó nữa là mình có the dash, thì cái the ở đâu ra đúng không nhỉ? Ở trong cái controller mình gọi Thế đây mình có attribute này The date. Đấy, Thì khi mà mình bắt đầu lần lại cái luồng của nó nhá Mình tạo ra một cái demo controller Thì trong demo controller mình nhớ các cái annotation này giúp cô nhá Controller và Spring Boot Application Thế Sau đó nữa là đối với một cái phương thức Thì mình cần phải tạo ra một cái mapping đến cái phương thức đấy Thì là annotation là get mapping Thế sau đó mình truyền cho nó một cái model Sau đó mình từ cái model này này À, cái model này nhá mình đặt tên là the model mình add attributes à, mình đặt tên sau đó nó có cái name value name ở đây là the date giá trị là ngày tháng hiện tại thì sau đó nó chuyển sang return hello one à, return hello one thì nó sẽ chuyển sang cái template là hello one ở đây ừ, trong cái template này thì mình có dùng đến cái phần à, đó là mình dùng đến cns Đấy, mình dùng đến css thì nhớ là tạo cho cô một cái folder là css ở trong cái folder static Thế trong đó thì ví dụ chỗ này mình tạo ra một cái sau sau cái folder css đấy Mình tạo ra một cái file css trong trường hợp này là demo.css link đến nha Thì nhớ lưu ý rằng trong cái HTML này mình thêm cái khai báo là xml namespace th để ánh xạ đến cái time list. Ở đây các cái thẻ mà mình gọi đến time list. thì nó là ở trong cái phần là các cái phần có cái tiền tố là th nha prefix Đấy thì đầu tiên là mình sẽ có một cái ví dụ là Hello One như thế Thì xong cái phần này thì mình sẽ chạy thử cái Hello One như thế này Và mình sẽ có thấy thời gian ở đây đúng không nhỉ Ok nhá Tiếp theo này các em tạo một cái ví dụ nữa Như vậy ví dụ vừa rồi thì giúp các em hình dung được là mình sẽ dùng CSS như thế nào À, tiếp theo mình sẽ dùng một cái một cái ví dụ khác về cái phần employee để chúng ta có nhiều hơn về phần model thế thì để mà sử dụng model ấy thì bây giờ mình sẽ trong cái folder model này mình tạo ra một class employee thì cái class này nó cũng không có gì mới lạ cả tại vì là trước mình thì vẫn làm rồi đúng không nhỉ thì trong cái phần class này mình có employee đây mình có là gì um, các cái getter setter đúng không? cái bài này vẫn là cái employee lần trước của các em ấy. first name last name email này rồi là các cái phần là của mình đây là có gì có cái Contractor này, rồi các cái getter setter và to string ở đây nha. Thì cái này là cái class mà nó giống các cái bài trước, à, giống các cái bài trước nha. Employee này. Đấy. rồi là các cái getter setter này. Đấy. sau đó nữa là ở phía dưới mình có to string nha. Như vậy là mình xong model. Ở đây là mình xong model. Thì tiếp theo mình chuyển sang cái phần là controller. Đấy, thì phần controller ở đây mình sẽ có là gì? À, controller ở đây mình có là um, mình có controller tên là employee controller để sau đó mình có các cái annotation là get controller này spring boot application này request mapping này Đấy, đúng không nhỉ request mapping để sau đó nữa ở đây mình có public class employee controller Đấy, public class employee controller thế sau đó mình có một cái phần nữa mình cái này các em để ý bên cạnh cái việc là cái class employee này mình đánh dấu rằng đây là annotation đây là controller này đây là spring boot để mình khởi động spring boot application này rồi mình có thêm một cái tham số nữa là mình request mapping à, request mapping mình lưu ý rằng ví dụ trong cái demo controller thì trên cái class này mình không có gì cả đúng không nhỉ mình chỉ có get mapping ở phương thức thôi thế đi để làm gì để trong trường hợp cái phần employee controller, controller này về sau các em có nhiều phương thức nữa sau employee thì bên cạnh list các em có create các em có update đúng không nhỉ Thế thì lúc đấy mình sẽ gọi đến cái request mapping này Đây là mình gọi đến class Các em có thể hình dung cái tương đối như vậy à, Thế đấy là lý do tại sao lúc đầu cô chạy nó bị lỗi Bởi vì làm sao lúc cô viết là list à, Xong rồi đến employee à, Thì theo quy tắc này có nghĩa là mình sẽ gọi từ cái request mapping của class trước Thì trong trường hợp này mình sẽ gọi là employee Nhờ có chữ S đúng không nhỉ Employee à, Sau đó nữa Mình sẽ sượt à, Mình gọi đến tham số của nó list employee Thế đây mình sẽ có là sượt list đúng không đấy thì nha OK, quay trở lại này nhờ cái annotation này giúp cô này. À, các cái tham số ở trên này thì mình vẫn để à, như thông thường, như thông thường, nhá. Như thông thường đây mình có, ngoài ra nữa thì mình sử dụng cái array list và mình để thêm cái các cái phần ưu tiên array list vào đúng không? Các cái annotation, các cái import này các em để ý nhá. OK, và trong này mình sử dụng đến model của employee ở đây. Sau vậy là các em import cái class model employee vào, nhá. Tiếp theo nữa này mình có một cái phần gọi là controller ở đây controller ở đây mình sẽ có cái phương thức là load data à, load data mình cái này là cái controller để mình khi mà mình post mình gọi đến mình có cái phần load data ở đây mình có một cái là private list employee the employee chỗ này có danh sách nhân viên của mình đúng không nhỉ thế sau mình add các cái nhân viên vào đúng không à, ví dụ mình add các cái nhân viên vào đây thì mình có là load data này mình tạo ra các cái đối tượng Employee, các em nhớ rằng đối tượng này mình import vào đây rồi đúng không để khởi tạo ra các giá trị nhá. Thế sau đó mình create new arraylist tạo arraylist rồi mình add các phần tử vào như vậy cái phương thức này thì đơn giản là mình loát dữ liệu thôi nhá. Ok. Thế sau đó nữa thì mình sẽ nhớ rằng cái phương thức này các em để cái annotation là Port constructs Port constructs nhá. À, khi mà đây mình sẽ có một cái nữa là mình có một cái phương thức để mình gọi đến được từ cái HTTP request của mình, mình đẩy cái get, à, mình thêm cái annotation là get mapping và mình sort list đúng không nhỉ? thì phương thức này nó sẽ trả về uh, một nó sẽ gọi đến cái phần là list employee cái list in, employee này nó ở đâu ra? Đấy, thì các em xem lại cái cấu trúc của mình đây đúng không? mình có list employee là cái file HTML này, này. Đấy, là cái file HTML này, nhá list employee Đấy, list gạch dưới employee sau đó nữa thì cái phương thức list employee này khi mình gọi thì nó có nghĩa là gì đây là controller khi tôi gọi sửa list nào sẽ gọi đến phương thức là list employee và nó truyền đi một cái model thế câu câu hỏi là thế nó chuyển đi cái gì cái model ở đâu ra thì cái model ở đây mình có the model này add attributes employees và the employees thì cái này đâu ra bởi vì là cái này chúng ta đã có cái bot contract và chúng ta đã khởi tạo một đối tượng là nhân viên đây rồi đúng không? Chúng ta có nhân danh sách nhân viên này, chúng ta có lot data post contract này. Đây chúng ta khởi tạo đúng không nhỉ? Get mapping nhá. The employee như vậy là khi mà chúng ta gửi đi cái form này sang cái file là list.employee à cái view là list employee thì chúng ta đã mang theo một cái danh sách nhân viên bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta the model add attribute employee the employee nhá đây chúng ta có danh sách nhân viên ở đây đúng không nhỉ và chúng ta sẽ truyền đi một cái giá trị tên nó là employee và giá trị nó là the employee và nó sẽ chuyển sang cái list employees nhá thì khi mà chuyển sang cái list employees này thì mình sẽ có cái file html ở đây đúng không nhỉ file html ở đây thì đoạn này vẫn là tạo đến cái namespace của cái time list thế sau đó nữa là các cái phần meta data này ngoài ra thì chúng ta link đến bootstrap Đấy, link đến bootstrap thì chúng ta cũng giống như cách chúng ta cái link file html đấy thì tức là file html chúng ta link đến bootstrap nha thì chúng ta link ở đây đến, đến đây như thế nha đấy chúng vậy chúng ta đặt link đến bootstrap này Thế sau đó nữa là chúng ta có cái mình định thôi, mình dùng Bootstrap một chút, mình có cái class là container đúng không nhỉ? Rồi table thì mình dùng cái chỗ này là cô đang dùng cái table mặc định của Bootstrap thôi đúng không? Table này table border có đường viền này, rồi table strips để nó tạo ra cái dòng chẵn lẻ đúng không nhỉ? Còn theme dark để nó kiểu là dạng tối một chút đúng không? Thế sau đó thì cái đoạn này là mình dùng đến class của Bootstrap. Đấy thì tương tự như vậy thì các em triển khai đối với các cái template của các em nhá. Thế sau chỗ chỗ này mình dùng đến uh, của cái thymeleaf đây TH đúng không nhỉ? For each chỗ này là for each đúng không? Duyệt qua cái mỗi một cái phần tử đó mình gọi là cái tem employee. Thế cái employees này ở đâu ra? employees này chính là cái giá trị mà chúng ta đã truyền vào bên này employees đây này. Đó, khi mà chúng ta chuyển model chúng ta có một cái attribute thế này đúng không? Như vậy là sang đến cái template chúng ta sẽ nhận thấy là nó có cái employees đây đúng không nhỉ? Đấy sau đó nó for each duyệt qua từng phần tử một, sau đó nó lấy text thôi thì mỗi một cái nó duyệt qua từng cái danh sách các cái nhân viên và đây là từng nhân viên một. Thế trong từng nhân viên một thì nó sẽ lấy ra các cái giá trị từng first name, last name và email Đấy, và kết quả nó sẽ hiển thị được cho mình là như hình này. Nha. Ok, thì cái phần đó là cái phần hướng dẫn một cái hướng dẫn nho nhỏ, nhỏ để giúp các em biết cách là làm nhiều hơn một chút với cả uh, tham list và MVC với cả model. Thì sau cái ví dụ này thì các em thử đã biết cách kết nối cơ sở dữ liệu ở trong các cái bài um, mà các em cô thấy là có nhóm đã biết cách kết nối cơ sở dữ liệu rồi thì từ cái phần kết nối đấy thì các em thử Thử kết nối thay vì là dữ liệu mà các em đã đẩy ra cái danh sách cứng như thế này thì các em đẩy từ trong database ra nhà ok thank you